Lưu Hà Trinh, tôi và chồng bớt yêu cùng nhịp từ ngày có con. MC Lưu Hà Trinh nói cô và ông xã Anh Khoa mất dần cảm giác yêu đương cùng nhịp như một đôi trẻ, thường xuyên gầm gừ với nhau vì cả hai đều muốn đối phương nuôi con hoàn hảo. Lưu Hà Trinh sinh năm 1988, là én vàng, người dẫn chương trình truyền hình 2016. Cô đã ra mắt các tập thơ, tản văn, Tự Tình Lúc Không Giờ, Nợ Nhau Lời Tạm Biệt, Phúc Họa Mi. Cô còn đóng các sitcom, Già Néo Đứt Dây, Lật Mặt Showbiz. Lưu Hà Trinh từng đoạt giải nhất khi thi Ơn Dời Cậu Đây Rồi cuối năm 2017. Tháng 10 năm 2022, nữ MC cưới Anh Khoa, sinh năm 1990, kém cô 2 tuổi. Làm việc ngành kiểm toán. Hôm 12 tháng 6, cả hai đón con trai đầu lòng, bé Luca. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.